Ôi, ô tô còn đâm cả xuống đây các bác ạ. Này. Đây các bác. Quá nhiều luôn. Đây. Ô tô nào đây rồi. Có xe khách to đang nằm đâu. Đấy, bên kia thì chỉ có một con xe khách to và một con xe ô tô nhỏ ấy. Bên này thì là có một con xe tải này. Nhà cửa sập rất là nhiều. Không biết là đây, vị trí này từ bên Hà Giang sang các bạn. Hai con xe tải này. Đầm đầu đây rồi. Bên này là mọi người đang đào bới để cứu hộ. Đây, đang làm cách nào đi sang bên kia các bác ạ. Con, anh thấy có người trong xe không anh? Thế là tất cả? À, xe của anh à? Xe này xe nhà. Xe nhà sạt. À, xe nhà bị sạt đây à? Xe sập quế. Đây là có hai cái xe này, còn còn cái gì nữa không anh? Bên kia mấy xe đi xuống dạ. Đúng rồi, có mấy xe khách nữa. Cái này là xe đang ở nhà hay là xe đang lưu thông vậy anh? Xe dựng ở nhà thôi. Ừ. Xe đỗ ở nhà. Đỗ ở nhà, hai xe này chở quế. Không có người. Bây giờ mọi người đang đào để cứu hộ hai xe này các bác. Cái khu này một cái thôi. Đúng rồi, đó là một phát từ trên kia xuống. Ừ. Đây đó. Sàn ở từ trên này xuống. Sáng thì mưa. Mái nhà bay tận xuống đây các bác ạ. Quá là nguy hiểm. Đây là cái vị trí bên dưới này các bác, là cái vị trí mà sạt nở kinh hoàng. Mọi người bên này đã đang tìm kiếm hai nạn nhân là mất tích là chưa tìm thấy. Còn đây là bên trong và vị trí trung tâm của cái sạt nở các bác. Còn bên này là đang có hai máy xúc đang tiếp cận cái khu vực mà tìm kiếm về cứu hộ cái xe ô tô các bác. Buổi sáng nó mưa các bác ạ. Đấy, nó chỉ mưa dầm dầm một lúc rồi. Xong là nó sạt hết xuống. Là có một nhóm các bạn trẻ cũng đang đi live stream, đi ra quay Facebook các bác. Thế là lúc đấy nó vẫn đang mưa, nó sạt một lần rồi. Thế là ra xem live stream thế là nó lại sạt thêm một lần nữa các bác. Đây là bên trong hiện trường. Chỗ này vị trí đang tìm hai người mất tích các bác. Ui, nó sạt xuống cận đây mà các bác. Này. Quá là khủng khiếp kinh hoàng. Đây là phần đuôi. Xe cẩu bắt đầu cẩu lên các bác. Đây. Này còn một con ô tô màu đỏ nữa cơ. Này còn đang đi xăm kia xem là tình hình bên này như nào các bác nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mọi người đang rất là hồi hộp để chờ đến bây giờ nó lấy phải kéo các bác ạ, bởi vì nếu mà nhấc con xe to lên thì sẽ bị lát con xe nhỏ kia. Đấy. Bây giờ làm cách nào mà cứu hộ hạn chế nhất cho người và tài sản, hạn chế nhất là con ô tô con kìa các bác. Còn con xe đỏ ở dưới gầm cơ, còn có một con xe đỏ ở dưới gầm này thì không biết là nó như hiện trạng thì cũng nát lắm, cũng hỏng nhiều lắm rồi, không biết là nó hỏng ở mức độ như nào các bác. Trên xe ca chỉ có lái xe mà em không rõ lái xe, có lái xe chắc là có cả phụ xe nữa với cả đồ. Đấy, họ đi ngược lên các bác. Quá là kinh hoàng, thảm khốc các bác. Đấy em, còn đôi nữa em, không hiểu còn đôi nữa em. Lúc sáng là cái quả đồ kia nó sạt xuống các bác ạ, xong là có một con một vài con xe đi đến đây, nên là nó không may là bị tắt đường. Con xe này đứng ở đây để nhường đường đỡ cho nó thì lại bắt đầu là việc con xe khác là nó dồn vào, nó sạt đỡ đất, con này nùi lại thì nó tụt xuống đây các bác. May là bụi chè đỡ lại. Bây giờ chờ xem là con có khởi động có thể đi được không các bác nhé. Bên này hai máy hai cậu vẫn tiếp tục là mở đường để cho xe lưu thông, các loại phương tiện cơ giới giao thông đi được từ dưới quốc lộ dưới quốc lộ 2 này, từ Hà Giang đi Hà Nội và từ Hà Nội đi ngược Hà Giang các bác. Rồi, hiện tại là còn một xe màu đỏ nữa các bác. Xe kia lật ngửa đấy các bác. Con đấy cũng là taxi các bác. Hai con taxi. Úp nó xuống các bác ạ, đặt một cửa lên thì nó sẽ hỏng hết kính, hỏng hết trần. Nhưng mà thấy bà Phương này bảo là vừa nói chuyện với bà cô và biết gì nó bảo tiêm được thằng om chi rồi đang ở trên bệnh viện Hà Giang nhớ biết. Vệ sinh lúc nay xin kia mà cởi trần bắt đầu mới đến rồi. Mẹ. Thằng vệ sinh có cái đầu quẩy vệ sinh gì mẹ mày. Anh đi mua cái cuốn này thì vệ cả cả nhà nó. Đúng rồi nha, thằng Hiệp nha. Hiệp xuống rồi mới xuống. Thằng Hiệp xuống đây. Xuống đây xong bảo là thì, thôi bây giờ nó sắp xa rồi, anh lên trên đi, anh bảo chặn xe đi thằng Hiệp này. Nó xe đạp điện vào phi lên trên. Vừa phi đi một tí thì nó thằng vệ sinh vẫn còn là xin nhà. Vệ sinh đấy. Ôi xe này vẫn còn xi nhan này. Nó bị chập. À nó chập không tắt được. Từ sáng nó vẫn sao giờ nó mới chập mà. À thế ạ. Chập điện nó Phương. Hả? À, cây cột điện nó còn bay đến tận đây thì về mọi người nó bay đi đâu? Cây cột điện này tận đâu anh? Tít ra ngoài đường kìa. Ui giời. Thế là Phương hướng bên này cái con hả? Có thứ là Tân Tân. Đúng mày thì cây cột điện nó bay đến đây thì người nó bay đi đâu? Không, người nó lấp xuống ấy. Nhéo thớp được. Thôi mà sao thế mà. Cột điện nó có độ răng quan sắt. Quan tính đi, cột điện là nó sượt này, còn người nó đang lao. Đúng rồi, tại vì cột điện là nó còn dây, nó chẳng ở trên, nó chỉ xê chân. Nó xê đi, còn đây. Tối em vừa ra. Con
người mình là cố lao thì là bị mắc cụt đẩy vào chân là nằm ở đấy đẩy lấp xuống thôi. Thế là hiện tại là ba người chưa thấy ở đâu rồi anh? Hai người à? Cái phà của phương luận ở bên này thì Tuấn Mậu chạy hướng này thì nó phải ở khu vực này. Phải, nó chạy, nó chạy ra đây nhưng mà nó đất đẩy xuống. Đấy. Đi dây, nó vào hướng nhà rồi bắt đầu mới đẩy ngang ra đấy. Gì? Thì còn hai người vẫn chưa tìm thấy ạ? Không. Chưa. Hai người, hai thằng. Hai thằng đấy là thực tế. Chính như bà Hạnh kia nha, nó sập nhà đấy nó chỉ nằm bên tại chỗ đây thôi nó bị nó đè thôi. Nhưng còn cái loại này nó đẩn đéo thế là không như là xác định được phương hướng được. Có xác định được vị trí nào không anh? Lúc đang đứng đây. Bọn nó còn live stream thằng đấy, chứ hai thằng đấy là quay live stream nó ở trận trên kia cơ mà. À. Hai thằng này là hai thằng live stream. À, nhà cũng ở đây luôn. Nhà người dân đây toàn anh em đây cùng nhau tất đây. Là hai thằng này cũng để live stream. Lúc đấy là hai con ô tô này nó sạt lên rồi đúng không anh? Không, hai ô tô vẫn nằm trên kia cơ mà, nó đẩy cả con ô tô xuống đấy chứ. Thế cả. Đấy, chính thằng này đây. Nếu mà có vẫn có sóng thì có khi vẫn biết được ở đâu. Làm gì còn nữa. Mất tích luôn đấy đây. Chưa đến giờ rồi. À thấy dép luôn à, đây. À dép người mất đang mất tích à? Dạ vâng. Mất tích hụt. Thằng chết hụt. Anh là chạy như thằng chết hụt. Anh cũng lúc đấy cũng ở đây luôn à? Anh chạy trước, bay cái thằng mất tích chạy sau đấy. Anh lao xuống đây à? Anh lao xuống đây. Bây giờ anh té kịp Phương nghe cắm combo vào thì đem pháo phát lao được xuống đây vẫn còn được. Phải nên nhớ là thằng Thanh nhé với thằng Phương là hai thằng chuyên môn bị vợ đuổi chạy rất là nhanh. Thì thằng Phương nó ở ngoài em mà nó lao được xuống lên đây là quá đỏ. Thế lúc đấy là có mấy người đấy anh? Nó đấy là chạy cũng vợ là lúc đấy ở cái phần khu vực chạy này. Vâng ạ. Trên chục người. Trên chục người. Là hai bạn mà đang không thấy là cũng là bạn của anh à? Cũng tuổi như các anh ấy đúng không? Ừ. Đây là chân của em mang về làm kỷ niệm. Đây là chân của Phương. Mang về làm kỷ niệm không? Anh rất là hòm chi đúng không? Hòm chi tuổi đéo. Hòm chi nó là đằng trước. Nó tìm quan trọng là dép nó ở đây, người nó ở đây thì buồn cười lắm. Bây giờ phải tìm được anh ấy, xem anh đâu, hai anh ấy. Âm chứ kia nó sạt xuống là các anh là chạy lao phi. Lao luôn, cứ lao, đuổi, đất nó đuổi theo đít nó xuống. Vâng. Con xe này nó còn đuổi theo đít em. À. May quá xuống đây nó dừng lại, nó đè tím nữa, chết em rồi. Con xe biển 53 luôn. Ồ nhờ. Xe bên này biển bao nhiêu? 34. Ồ. Nghiên cứu à, bác em nghiên cứu. Đam mê không hiểu biết thì đến môn số học bây giờ. Đấy, anh làm bao giờ đâu? Đây, chỗ nào anh? Nhà chủ sàn hết rồi. Bà mừng đã từ rồi. Bà luyện. Luyện thì cũng đã từ hết rồi. Gửi xuống tiên trí. Nhưng mà anh liệu hai anh đấy có chạy được không? Hay là có khả năng? Khả năng thì nó chỉ rơi vào khoảng 10%. Đường này còn nhà em không nhỉ? 89%. Ở trong cái đống đất này à? Anh ấy chạy ngược lên thì có thể chạy lên nhỉ? Không phải chạy ngược lên, chạy đi, nhưng mà lúc ấy mình đứng ở chỗ cái máy cuốc rồi thôi. Còn nó đứng ở tận chỗ gốc tre kia. Thì dạ. Đứng ở chỗ máy cuốc thì mình lao xuống mà đất nó đuổi theo đi rồi. Chạy ngoài nhỉ? Kia nó không thể nào chạy kịp vào trong này. Sợ thật. Đấy nó đứng xa quá mẹ. Em ở trong này em đứng đằng sau đuôi con xe này mà em đã lao như thế rồi mà đất nó vẫn còn dồn cho đít thì cái này là... Đường bên này đi được không? Nước. Đi sang nhà mày á? Ờ. Đi ngay. Đi lên đây này không? Đi thẳng sang qua đằng sau nhà Huy Thành, đến xưởng nhà Huy Thành rồi đến nhà mày. Đi đằng đấy đéo đi được đâu. Ừ, hiện tại nó phăng xuống hay là còn hai người bạn. Nó đẩy từ trên đồi xuống đây. Nó đẩy từ trên đồi xuống đây, nó đẩy cả đồi. Thẳng ở vị trí này bởi vì nếu mà lúc mà các bạn ấy chạy ngược lên đây thì sẽ không thấy đẩy ngược lên đây. Rất là hy vọng và nghi ngờ chỗ này, vị trí này.
chưa tìm thấy. Đã 5-6 tiếng rồi, những người mất tích là chưa có thông tin gì cả. Là cái khả nghi rất là cao, là cái tỷ lệ sống sót thì thực sự các bác là rất là khó. Mọi người xác định là một anh chạy anh kia, một nhóm live stream của anh chạy anh đây, anh chạy anh bên này.
mọi người đang rất là cố gắng nỗ lực tìm kiếm các bác. Chỉ mong là trời đừng mưa nữa, đừng mưa để cho mọi người dễ tìm kiếm và cho cái khả năng nguy cơ sạt lở nó hạn chế lại các bác. Hai máy xúc, bốn xe ben to này đang chở đất chở đá ra các bác ạ. Đây là bị sạt từ trên xuống đây, bên kia đường. Có những cái video cũ của mọi người từ Facebook ấy, nhưng mà fan cũng không dám đăng lên bởi vì nó là bản vi sợ vi phạm bản quyền các bác. Nỗ lực tìm kiếm trong vòng với cả ở chỗ kia cũng mong là được 2 ngày rồi, và cái vị trí bây giờ mọi người đang giải phóng này, mong là khoảng tầm cố gắng nỗ lực cả ban đêm nữa. Nhưng mà thực sự các bác, nếu mà thời tiết nó không mưa ấy, đấy, bởi vì những cái quả núi này nó đã uống no nước rồi, bây giờ nó rất là dễ bị sạt xuống đấy, nên là bây giờ mà thời tiết mà nó xấu không ủng hộ là mình cũng không dám đi các bác. Dám làm. Ở phía bên này các bác. Giờ Phen sẽ xin phép các bác là hôm nay thì Phen sẽ di chuyển từ dưới cái đường từ khu vực hiện tại lúc Phen đi vào là Phen đi từ phía đầu Bắc Quang đi lên, bây giờ là có một cái đường tắt nhỏ nhỏ ấy. Đấy là đi xuống thì bây giờ Phen sẽ đi sang bên đó và đi về bên kia. Phen chia sẻ với các bác và cái vị trí tìm kiếm này, nếu có thông tin mới nhất thì Phen sẽ chia sẻ với các bác. Tiếp tục tìm kiếm ở bên trên này các bác. Hiện tại là hôm nay là có bốn máy xúc này tiếp tục là đào tìm kiếm tiếp các bác ạ. Hôm qua thì là có 3 máy, một máy là bị cái máy dưới đây này bị sa lầy, nó không đi được. Hôm nay thì là có sửa được rồi các bác. Hy vọng là có thể tìm được thêm nạn nhân, một người mất tích nữa các bác. Hôm nay là ngày tìm kiếm thứ 3 các bác ạ. Ừ.
máy tìm kiếm ở vị trí bên dưới giáp cái suối này các bác ơi. Qua là tầm 1 giờ thì tìm thấy một người. Còn một máy nữa các bác ạ. Đây, phía bên trên này có một máy nữa. Hiện tại tất tích cực tìm kiếm có 4 máy. Hiện tại là do cái công tác tìm kiếm nó hơi bị chậm do là thời tiết mưa khá là nhiều các bác, gây ảnh hưởng đến cái việc tìm kiếm các bác. Mọi người tích cực tìm kiếm, quyết tâm là tìm lại được một nạn nhân là hiện tại đã chưa thấy các bác. Còn nạn nhân là cho rằng là người livestream đã tìm thấy ngày hôm qua rồi các bác ạ. 1 giờ chiều hôm qua, nay thì ngày tối ngay trong cái thời điểm tối chiều ngày hôm qua đã được đưa thi thể lên bệnh viện rồi vệ sinh, đã trao cho gia đình để làm công tác mai táng các bác. Rất là xin chia buồn với gia đình. Hiện tại thì Phi Hằng đã di chuyển lên phía bên trên này để tiếp cận hiện trường hơn các bác, để các bác dễ theo dõi. Hiện tại bây giờ bên này là 3 máy xúc và bên kia 3 máy xúc nữa. Chắc không có rồi. Chỉ sợ là bị ép vào trong cái tường. Hoặc là chạy vào trong nhà trốn. Một khi là sợ ở trong nhà. Dạ.
quần áo. Chân bò. Tủ lạnh kia vẫn còn cái chân bò. Em vừa nhìn em vẫn còn. Chân bò khá to nhưng mà bỏ đi. Ngủ để ví ở đầu giường hả anh? Ví để trong giường. À trong giường à? Em là vợ hay là vợ? Em là vợ của anh Tuấn. Của Tuấn đây. Đây, các đơn vị chức năng, các lực lượng tranh thủ ăn trưa quá. Trang vừa mới nhận được thêm thông tin từ phía gia đình người mất tích. Anh là chính là chị đây, chị này là Vư Thị Chính,
sinh năm 94, chồng là Tuấn sinh năm 92 các bác. Hiện tại là đang có hai người con nhỏ các bác. Đến ngày hôm nay là ngày tìm kiếm thứ ba rồi các bác ạ. Giờ họ dỡ cái phần mái nhà do bắt đầu cuốc ở bên trong các bác ạ. Có thể nào đó nạn nhân lại chạy vào bên trong nhà này, đó có những điều rất khả nghi các bác. Những đơn vị chức năng, cả vị lãnh đạo cán bộ cấp cao đã đang phân đứng ở hiện trường. Hiện tại giờ là 12 giờ rồi, các bác các anh cũng chưa nghỉ, cũng chưa ăn luôn các bác ạ. Bên kia các anh máy xúc này, thật sự các bác đang ngồi ăn trên nóc của cái máy cầu, ăn xong uống nước xong cơm sôi xong đến cổ lại bắt đầu tiếp tục là đào của các bác. Thật sự là trân trọng những cái tấm lòng của các anh. Vậy là đến thời điểm hiện tại là gần quá trưa rồi các bác ạ. Thông tin các bác là buổi đến thời điểm hiện tại buổi trưa cũng không tìm được thêm nạn nhân nào. Hiện tại là hai người mất tích là chưa thấy các bác. Buổi chiều hiện tại mọi người đang dừng nghỉ một chút để ăn cơm trưa. Buổi chiều thì sẽ tiếp tục thông tin đến các bác tình hình quá trình tìm kiếm ở vị trí ở bên cái khu vực km từ 49 đến 51 tại địa phận xã Việt Tinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang các bác. Trong vụ sạt lở vừa rồi rất là thương tâm. Hiện tại là đang còn hai nạn nhân ở bên khu vực này là chưa thấy, và hiện tại là ở bên cái khu vực xã Đồng Tâm còn một nạn nhân cũng mất tích đang chưa tìm thấy các bác. Giờ Phen xin chào và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phen. Đây các bác, mọi người băng đang hoang ra rồi đây, rất là nhanh luôn. Đây xe cứu thương cũng đến đây luôn. Đã tìm được thêm một thi thể rồi các bác. Đây đây, mọi người đang băng ra rồi. Không biết nữa. Là ai, mọi người đang chùm chăn lên rồi. Đây ở đây, đây 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 đây. Tìm ra không biết là ai. Không biết là ai.
không biết là ai, không biết là ai, chưa nhìn thấy. Thế thì đúng là bạn Tuấn rồi. Bạn Tuấn rồi. Bạn Tuấn rồi. Con Tuấn. Vâng. Bạn chính 592. Có vợ rồi với hai con nhỏ. Nhà ở đấy luôn à? Nhà ở bên dưới này ạ. À, thế là ông nó ăn đi đường thôi đúng không? Không, đến đây giúp một nhà để dọn nhà. Thân các bác, thân nhân người nhà. Ai đây? Không biết là có phải bạn Tuấn không? Nhưng mà đang không biết là ai đúng không ạ? Thi hài này mang đi hỏa thiêu thì có mang đi luôn, thì bây giờ gia đình người bố trí như thế nào hay là chính quyền địa phương như thế nào để mình còn biết. Đấy. Nhưng mà không biết là xác định là ai. Thì nhà Tuấn cho vợ hắn lên rồi. Bởi vì có hai người, có hai người mất tích, một bác lớn tuổi và một bạn thanh niên trẻ. Đấy, khổ thân mà đi hộ nhà người ta ấy. Khổ thân. Tìm kiếm ở cái vị trí dưới đấy thôi.
chập điện các bác ạ, nên là nó cứ nháy đèn suốt. Mọi người đang nỗ lực tìm kiếm các đơn vị chức năng, các anh công an, các chú bộ đội là cũng đang vẫn ngồi túc trực đây con, đây quần các bác. Tìm kiếm ở cái vị trí đấy các bác ạ.
tuyệt vời các bác. Những đơn vị chức năng, cán bộ, bộ đội, công an, dân quân và bác y bác sĩ đã túc trực ở đây. Đấy, bây giờ cũng đã tối đêm rồi các bác ạ.